Tôi xin nhắc là để ý mà nghiên cứu về Đức Phật của chúng ta, học phải tư duy, phải nghiên cứu, nhận thức cực kỹ về Đức Phật nó mới có lợi. Tám cái đức hiệu mà tôi đã giới thiệu mấy lần qua đó, mỗi bộ đức hiệu đều có một ý nghĩa hết sức là quan trọng. Nó gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, mà mọi người chúng ta có thể áp dụng để rồi thành tựu được những cái đức hiệu đó. Vì tất cả mọi người là Phật mà, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên ai cũng có thể phát huy cái Phật tánh của mình. Mười cái đức hiệu của Phật cũng tức là mười cái đức hiệu mà chúng ta có thể có, có thể thành tựu được. Cái gì hôm nay là tới cái đức hiệu thứ 9, vừa rồi là tới cái đức hiệu là Thiên Nhân Sư, kỳ này tới cái đức hiệu thứ 9 là Phật. Nội cái đức hiệu mà mình gọi là Phật đó, thì mình nghiên cứu cái đức hiệu này thì nó tương quan tới những cái đức hiệu trước kia, mà trong trí mình vẫn phải ôn lại được, ôn lại được mình thấy cho rõ ràng thì là mình hiểu mới chính xác về Đức Phật. Bữa đầu tôi triển khai về Phật mà trong cái bài tụng để cúng dường quả đường buổi trưa đó, cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lo giá na Phật, viên mãn báo thân lo xá na Phật, thiền bái quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là tôi đã giới thiệu rồi, tôi đã nói rồi. Bây giờ mà khi mà cái đức hiệu mà thứ 9 này là Phật đó mà, thì chúng ta phải hiểu trở ngược lại. Cái đức hiệu mà Phật đây á, là phải hiểu có ba cái nghĩa như ở trên đã nói. Phật có Phật pháp thân, Phật báo thân và Phật ứng hóa thân. Trước hết đó là mình phải hiểu Phật đó là giác giả. Đức Phật là giác giả, là cái người tỉnh thức, là cái người giác ngộ chân lý trọn vẹn, chứ không phải cái ông gì lạ. Cái mà tôi muốn nói là Phật không phải cái ông gì lạ, ông gì ghê gớm, quyền bí cao siêu khó hiểu và không, mình không có thể làm được, mà cái ông đó chỉ để dành cho tôn kính phụng thờ lại lục thân giới gian sinh. Không được hiểu như vậy. Đức Phật của chúng ta hoàn toàn không có cái vai trò, cái địa vị đó. Nếu chúng ta có lại lục để tỏ cái lòng tôn kính, lễ Phật giả, kính Phật chi đức, niệm Phật giả, cảm Phật chi âm, mình lễ Phật là kính cái đức của Phật, mình tôn trọng cái đạo đức của Phật. Chứ Phật không phải là cái người để cho mình lễ kính, để mình cầu nguyện gian sinh Phật được cái gì hết. Cho nên nếu mình muốn được vượt qua những cái khổ ách, những cái phiền não, những cái khổ đau nào đó, thì mình phải thiền thể thôi. Mình phải áp dụng cái danh từ, cái đức hiệu thiền thể. Mình phải khéo léo mà vượt qua. Mà muốn khéo léo vượt qua là mình phải học cái đức hiệu thế gian giải. Mình phải hiểu tất cả đều là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh.
Và nếu khéo léo thì tìm được cái chân lý ở trong cái vô thường khổ vô ngã bất tịnh đó, nó có cái bất thường lạc ngã tịnh ở trong đó. Thế thì phải thiện thệ, phải thấy giảng giải thôi. Nghĩa là mình phải ứng dụng cái giáo lý đó trong cái đời sống của người tu hành. Cho nên ở đây nếu mà tôi nói thì nghe nó cũng hơi kỳ, chứ tôi có nghe là một cái sự kiện là ở đây có 2-3 người không thiện thể, nghĩa là không khéo léo vượt qua. Cho nên một người không thiện thể, không khéo léo vượt qua, để cho 2-3-4 người nữa liên lụy phải đưa đi về tới nhà mà trả. Cái đó là cái đáng buồn lắm đó. Quá tệ đi. Học thiện thể mà không có thiện thể tí nào hết. Học giác giả mà không có giác giả tí nào hết. Tổn đức vô cùng vô tận. Thành ra học đâu phải học để chơi. Đi tới cái chỗ này gọi là ăn cư kiết hạ, không phải là cái tới để chơi. Càng không phải tới để mà thọ tứ sự cúng dường. Vì sự thọ tứ sự cúng dường mà tới, mà tụ họp lại là một sự nhục nhã cho ông bà cha mẹ tổ tông, cho thầy cho tổ. Đi kiết hạ ăn cư là để học để tu chứ. Mà tu thì mình tu cái gì, mình học cái gì, tự hỏi ra mình học cái gì. Ứng cúng chánh kiến tri mình hạnh túc, mình học rồi thiện thể, sao mình không tập cái thiện thể để mình ráng cho được 3 tháng ăn cư. Sao mình không học cái thế gian giải để mà mình nhận thức cái cuộc đời này. Cho nên cái đó là phải học và phải ứng dụng, phải tập ứng dụng. Cái đó ứng dụng hoàn toàn thì tôi cũng không đòi hỏi, nhưng mà tôi nhắc nhở toàn thể đại chúng phải tập ứng dụng trong cuộc sống, chứ không thể làm gì được. Tôi nghe cái sự kiện không thiện thể đó, tôi thì không phải như đó, không phải là cái tội lỗi của một người, nó còn tương quan tới nghĩa là khi nào mà có cái quả là phải có cái nhân. Không bao giờ có cái quả không mà không có nhân. Cái nhân từ đâu? Mình phải tìm ra cái nhân đó để mình trừ diệt cái gốc của nó. Cho nên là Đức Phật của chúng ta là vậy đó. Những đức hiệu nào của Đức Phật đều là sự thật, là đều là ứng dụng trong cuộc sống, trong thế gian này, chứ không có, không có cái gì sai sâu. Cái nào học Phật là học bực giác giả. Giác giả là người tỉnh thức, là người giác ngộ chân lý trọn vẹn, và đó là Phật. Nhưng mà hiểu ngược lại cái bài học cũ, hoặc khi mà đề cập tới cái đức hiệu Phật thì phải hiểu rằng Phật có pháp thân, có báo thân, có ứng thân. Vĩnh viễn là trong cuộc đời của người tu sĩ là phải hiểu vậy, chứ không phải là gọi là Phật là cái ông ở trên bàn bằng xi măng cốt sắt, hay là bằng đất, hay là bằng đồng cũng vậy, không có gì trong đó hết. Mà Phật là phải hiểu là Phật có pháp thân, ba thân là ứng thân. Còn cái mà Phật ở trên bàn đó là thế gian thường trú tam bảo, người ta muốn nắng sao ta nắng, thợ giỏi thì nó nắng Phật ra cái mặt mày là diện mạo chuẩn khu quân tử khôi ngô. Còn thợ dở thì nó làm cái mặt Phật giống như là hát bội cải lương vậy, rồi cũng cứ đem để đằng đó mà lại vậy thôi, mai ngày rủ chịu cũng cứ lại. Không phải Phật là vậy đâu. Cho nên Phật là hiểu là giác giả, là cái người giác ngộ, là cái người đưa đường dẫn lối cho chúng ta. Mình gần nhất trong cuộc đời của chúng ta đang học chánh pháp, thành chánh pháp đây là chánh pháp đó là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là thầy của chúng ta.
là thiên nhân sư, là cái người thầy của trời, thầy của người, như cái đức hiệu thiên nhân sư đó. Và phải hiểu đức Phật đó là bậc đưa đường chỉ lối cho chúng ta. Thế thì là đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là ứng hóa thân Phật. Ứng hóa thân Phật thì có sanh có diệt, nhưng mà sự sanh diệt đó là sanh diệt ở trong cái bản thể pháp thân bất sanh bất diệt. Cho nên là cái diệt mà của đức Phật chúng ta là niết bàn. Cái diệt đó là cái diệt được gọi là niết bàn, diệt ở trong cái bản thể chân như bất diệt mà hoàn toàn không có ưu đi đau khổ. Cho nên cùng một cái chết mà người thường gọi là chết, vua chết gọi là băng, mà Phật chết thì gọi là niết bàn. Vì cái chết của Phật không có ưu bi khổ não, không có khổ đau. Cái chết theo cái định luật của chân lý, hễ có sanh thì có diệt, có hợp thì có tan. Cho nên cái chết của đức Phật, người trí người đệ tử Phật không có gì đau khổ hết. Vì đó là sự diệt, đó là sanh 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 diệt diệt vô cùng vô cực, không có gì đau khổ hết. Đó là cái sự nhập niết bàn của đức Phật của chúng ta. Và cái ngày mùng 8 tháng 4 bây giờ gọi là rằm tháng 4, gọi là sanh ha, thì đó là một cái ứng thân thị hiện. Thì hiện ra làm Phật là một cái ứng thân, hiện ra làm Phật vì sự lợi ích của chúng sanh. Chứ còn Phật mà thật sự mà hiểu được đúng á, là phải hiểu Phật là pháp thân Phật cơ, mới gọi là cái người biết Phật, mới gọi là cái người hiểu Phật. Chứ hiểu Phật là sanh ra ngày mùng 8 tháng 4 năm nào đó, rồi chết ở nhà nhằm ngày rằm tháng 2 năm nào đó, chưa gọi là cái người đệ tử Phật hiểu Phật đâu. Cho nên những cái bài mà các vị ai cũng biết là tùy gia tầng lý bất tầng sanh, ta là phải gian bất tầng diệt. Mình thấy rằng có sanh trong thành ca tỳ la vệ, mình thấy rằng có diệt ở rừng ta la sông thọ, cái đó hiểu ông Phật đó chưa được, chưa phải gọi là cái người hiểu Phật. Nếu người nào nói Phật là vậy, người đó có tội nữa chứ. À, học kinh đại thừa là phải nói vậy, người đó là người xuyên tạc Phật, làm cho tiết giảm hạn chế cái giá trị vô cùng vô cực. Đó là pháp thân bất sanh bất diệt, hiện hữu và tồn tại vô thủy vô chung, chứ không phải Phật là sanh trong thành ca tỳ la vệ và diệt trong rừng ta la sông thọ. Đó, nên đây là cái chỗ, đó là cái chỗ mà học cái chữ Phật thôi, cái đức hiệu gọi là Phật đó là phải hiểu vậy. Nếu mà dựa trên cái sự sinh diệt của thành ca tại thành ca tỳ la vệ và diệt ở tại rừng ta la sông thọ, thế thì làm tiết giảm, làm tổn thương, coi như là làm mất, đánh mất đi cái giá trị ca tộc vô cùng vô cực vô lượng vô biên. Đó là cái pháp thân thường tại thường trụ bất sanh bất diệt vô thủy vô chung. Cho nên là kinh Kim Cang Bát Nhã Phật đã từng dạy mà: nhật dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thủy nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Người nào dựa trên cái thân tướng
có 32 vợ đẹp, có 32 tướng tốt, 80 vợ đẹp, cho đó là Phật, là Như Lai. Người nào dựa trên cái âm thanh thuyết pháp trong vòng 49 năm, cho đó là Phật, đó là Như Lai. Người đó tu hành cái đạo tà, tu tầm bậy, cái người đó không biết được Phật, không hiểu Phật là gì. Dù gặp Phật, dù có nghe Phật nói là gì đó, nhưng mà thật sự người đó không hiểu được Phật thiệt, không biết được Phật thiệt là gì. Người đó tu hành cái đạo tà, chữ tà có nghĩa là bậy dò, có nghĩa là tầm bậy, tu không có trúng, nói không có trúng, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người đó không biết được Phật Như Lai đâu. Phật Như Lai thì phải hiểu là Phật Như Lai giả là bất chi pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ cho cái chân như bản thể, cái chân như bản thể đó hiện hữu tồn tại, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, vô khứ vô lai, vô cùng vô tận. Cái đức tính thanh tịnh đó là bản thể của tất cả sự vật hiện tồn. Cái tính thanh tịnh đó là hiện hữu tồn tại, vô thủy vô chung. Đó phải tập hiểu Phật đó, đó. Phật đó tức là Như Lai Phật đó, tức là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật đó, tức là Phật tánh đó. Cho nên là khi mà nói tới Phật là phải hiểu là, một là hiểu về Phật Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na, hai là phải hiểu về Phật là Như Lai, ba là phải hiểu Phật là Phật tánh, thì mới gọi là cái người hiểu. Cái hiểu là cái thân Phật mà sanh ở mùng 8 tháng 4 thì diệt đó, sau 80 năm là nhập diệt ở tại rừng Ta La Sông Tỏ đó, là cái người đó biết Phật qua cái ứng quá thân thị hiện, cái đó chưa phải là Phật.